Xin kính chào quý vị và các bạn. Văn phòng em đang giới thiệu đất trên mặt đường Lý Vĩnh Phước. Mặt đường là 9,5 m, vỉa hè mỗi bên là rộng 10 m. Khu vực đường ở đây được đánh giá là điểm nút giao thông kết nối từ khu đô thị Mỹ Trung về trung tâm thành phố, tuyến đường huyết mạch của khu đô thị Mỹ Trung. Ở đây được đánh giá là tiềm năng phát triển về buôn bán, kinh doanh các sản phẩm, các mặt hàng trên khu này được đánh giá là động lực tăng trưởng về lâu dài và dài hạn. Hiện tại đất khu vực này đang còn rẻ, đang còn hợp lý, giá phải chăng. Các bác có nhu cầu mua bán thì liên hệ với nhà đất Khánh Thành để được tư vấn. Có những mảnh đất đẹp, hiện tại văn phòng em còn nhiều mảnh đất hợp lý, diện tích từ 60 cho đến 115 m², có những lô góc, ba mặt đường thoải mái, kinh doanh phù hợp với các bác có tầm nhìn dài hạn, có tiền mặt sớm, thiếu tiền thì vay ngân hàng. Thời điểm này là cơ hội để mua bất động sản, chờ đợi trong tương lai và tích lũy tài sản lâu dài. Các bác có nhu cầu mua bán, ký gửi hồ sơ, liên hệ với nhà đất Khánh Thành để văn phòng tư vấn miễn phí. Xin chào, chào thân ái.